Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha, lại là Nam đây ạ. Chúc cho tất cả quý anh chị khách hàng ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Rồi thì tiếp tục video ngày hôm nay, Nam sẽ cập nhật giá xe AB125, AB160 phiên bản màu mới 2025 để anh chị tham khảo nhé. Kèm theo đó là chương trình trả góp của hai phiên bản xe này luôn. Thì hiện tại đối với dòng xe AB125, bên Nam đang có sẵn phiên bản đặc biệt màu đen nhám nè anh chị, nhưng mà trong giấy là để là đen vàng nha. AB125 màu đen nhám. Rồi tiếp theo 125 thì màu này là phiên bản thể thao màu xám đỏ đen, nhưng mà khách hàng bên Nam hay gọi là màu xám xi măng đó anh chị, cũng là 125 nha. Và phiên bản thứ ba là màu này là phiên bản cao cấp, màu này là màu bạc đỏ đen nha, nhưng mà khách hàng bên Nam hay gọi là màu xám lông chuột đó anh chị. Chiếc này cũng là 125 luôn nhưng mà bản cao cấp. Rồi AB160 thì hiện tại bên Nam có chiếc này là phiên bản cao cấp, màu này là màu bạc xanh đen nha. Phiên bản thể thao là màu kế bên là màu xám đỏ đen, hay còn gọi là xám xi măng. 160 nha anh chị. Rồi cuối cùng đó là 160 phiên bản đặc biệt đây anh chị, màu này đây, màu xanh nhám nha. Đó. Rồi thì hiện tại bên Nam đang có sẵn những xe này nha. Ngoài ra thì còn có phiên bản tiêu chuẩn của 125 và 160 nữa nha, nhưng mà xe thì cũng đang trên đường về. Nhưng mà trước mắt thì Nam sẽ báo những cái màu có sẵn ở cửa hàng trước để cho anh chị dễ tham khảo nha. Rồi thì có nhiều anh chị khách hàng hỏi Nam á thì làm sao biết được xe nào 125 hay là xe nào 160. Thì Nam sẽ chỉ anh chị cách nhận biết nhanh ha, khi mà chúng ta nhìn từ phần đầu xe nha. Đầu tiên anh chị nhìn vào phần chắn gió nè, nhìn từ phía trước nè đó, nếu như cái chắn gió mà cao nè anh chị, cái này nè đó, nó cao lên khoảng 2 phân ha, đó là 160. Còn nếu mà anh chị nhìn vào cái chắn gió nó ngang bằng với nắp tay lái thế này á, đây là AB125 nha anh chị đó, nhìn vô là biết liền đó. Đối với xe zin nha anh chị, còn ví dụ như 125 mà anh chị mua chắn gió 160 gắn vào á, đó là không chính xác nha, anh chị nói về xe zin trong hãng thôi đó. Đó là cách nhận biết thứ nhất ha. Cách nhận biết thứ hai đó là anh chị nhìn vào cái phần thắng để phía trước nè anh chị đó, 125 thì nó không có vòng răng nha, nó chỉ là thắng thường CBS thôi. Ở 160 đây nó có ABS nha anh chị, nhìn thấy có vòng răng là biết có ABS rồi đó. Thì đó là hai điểm nhận biết nhanh nhất khi chúng ta nhìn từ xe đó. Còn không á, thì chúng ta sẽ nhận biết bằng những cách khác nha. Ví dụ như chúng ta sẽ nhìn vào cái phần thông số kỹ thuật của xe nè, chỗ cái yên xe nhìn xuống nè anh chị đó, chỗ này nó sẽ có để cái tem thông số ha, 125 hay là 160. 125 hay 160 thì cái tem dán cũng giống nha anh chị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn vào cái phần tem dán, xin lỗi, cái phần số đóng chỗ này nè, chỗ lốc máy nè. Đó, nhìn vào đây là biết là xe 125 hay 160. Đó, tại vì cơ bản giữa xe 125 với 160 chỉ khác nhau cơ bản về một vài điểm mà Nam chỉ thôi. Ví dụ như nắp chắn gió nè, đó, thắng đĩa ABS hoặc là không ABS nè. Đó, còn lại thì gần như là không có gì khác biệt hết anh chị. Đó. Rồi, phần mặt nạ nè, chị thấy không có gì khác biệt hết nha. Đó, rồi phần đèn pha nè, đó, đèn đuốc thì giống hệt nhau hết, chỉ có khác nhẹ một cái là cái đèn định vị nè anh chị, 125 theo màu trắng, còn 160 thì nó hơi ánh xanh tí xíu nha. Đó, nó chỉ khác vậy thôi, nếu nhìn anh chị nào để ý thì mới biết thôi, chứ không để ý thì cũng không biết đâu. Đó, còn đèn pha nè, giống hệt nhau, mâm vỏ đều giống hệt nhau anh chị, cái mâm là y gan nhau luôn nha. Đó, nó khác con cái đĩa có ABS hay không ABS thôi, kích thước mâm là 14 inch nha anh chị, vỏ không có ruột nha. Rồi đây máy mới nhất là công nghệ máy EB cộng nha anh chị. Đó. Rồi, thì bây giờ em sẽ báo luôn giá bán ha, để cho anh chị dễ tham khảo nha. Và bây giờ em sẽ quay màu nào báo giá màu đó luôn. Đó. Rồi thì cụ thể ngày hôm nay là ngày 16 tây tháng 10 2024 rồi. Đầu tiên là chiếc màu đen nhám nè anh chị, AB125 ha. Rồi, thì lúc trước thì cái xe AB125 màu đen nhám đã không còn sản xuất mới nên chị tìm trên trang web không có nữa, nhưng mà hiện nay thì đã sản xuất trở lại rồi nha anh chị. Đó, xin chúc mừng những anh chị nào yêu thích màu đen nhám của AB125 ha, đã sản xuất lại bình thường rồi nha. Đó, phiên bản đặc biệt thì cái tem chữ này màu vàng nha anh chị. Đó, Airblade. Đó, mình gọi AB là viết tắt của từ Airblade đó anh chị. Đó, động cơ là động cơ FB cộng ha, máy FB cộng giống nhau ha. Đó, vỏ là vỏ không có ruột nha anh chị, mâm trước mâm sau bằng nhau ha, thắng sau là thắng cơ hết. Tất cả các phiên bản 125 hay 160 thắng sau đều là thắng cơ hết nha anh chị. Rồi, đèn hậu đây. Đó, đèn hậu là đèn LED nha, còn đèn xi nhan là đèn halogen nha anh chị. Đó, đây là phần cốp xe nè. Cốp xe giữa hai phiên bản này thì nó giống nhau nha anh chị. Đó, đều có là cái cổng sạc USB nè, có đèn soi cốp nè, giống hệt nhau luôn. Cái phần này thì cái cốp chúng ta có thể là dỡ lên để cho nó rộng ha, còn không thì chúng ta ngăn ra đó, cho nó chia ra để chúng ta để đồ. Đặc biệt là đồ nghề của AB là vẫn còn giữ nguyên ha, không có bị cắt bỏ giống như những dòng xe SH-MOD đâu nha anh chị. Đó, rồi đồng hồ đây anh chị, đồng hồ thì full LCD điện tử hết nha, không còn là kim cơ nữa. Đó, đồng hồ thì giữa hai cái này nó giống nhau thôi. Ở đây 160 thì anh chị quan sát nè, nó sẽ có cái chữ ABS nè anh chị, em sẽ lấy nét lại cho anh chị xem ha. Đây. Rồi đây anh chị, nó có chữ ABS ha.
Đó, còn đồng hồ của 125 là nó không có chữ ABS nha anh chị. Đó. Rồi, đó là màu đen nhám ha. Thì hiện tại cái màu đen nhám mà đặc biệt này bên Nam đang bán ra mức giá là 46 triệu nha anh chị. 46 triệu AB125 phiên bản đặc biệt màu đen nhám ha. Phiên bản mới 2025 nha, nhưng mà thực chất đã sản xuất là 2024 hết nha anh chị. Mình gọi như thế để phân biệt cái phiên bản màu mới thôi. Rồi, tiếp theo đó là chiếc kế bên nè anh chị, màu xanh nhám của phiên bản đặc biệt 160 nha. Nhìn nắp chắn gió nè, 160. Ở nó sẽ quay màu nào báo giá màu đó luôn cho dễ tham khảo ha. Đây nó khác biệt về cái tem nè anh chị, 160 thì có cái tem nè. Thắng địa thì có thêm cái vòng răng nè. Con heo dầu thì sơn màu vàng. Mâm sơn đen nhám, cuộc sơn đen nhám nha anh chị, nhưng mà kiểu mâm thì vẫn giống nhau hết nha. Rồi cái yên của xe AB160 á, thì nó sẽ đi hai tông màu ha, màu nâu với lại màu đen nha anh chị. Tem của phiên bản đặc biệt vẫn là màu vàng ha, xi màu vàng giống như cái của 125 nha. Về cơ bản gần như là nó không có gì khác biệt nhiều. Máy bi cộng nè, lốc máy sơn màu đen nhám nè, rồi thắng sau thắng cơ nè. Mâm sau là mâm trước bằng nhau luôn, vỏ không có ruột nha. Kích thước là 14 inch nha anh chị. Đây, mấy anh chị thấy rõ không ha? 14 inch nha. Đó. Rồi, đây phần đồng hồ đây anh chị. Tất cả đều xài khóa thông minh hết nha, không còn chìa khóa cơ nữa nha. Mục đích nó quay từng màu như thế này cho anh chị xem coi có cái màu nào nó phù hợp với anh chị không. Như thế thì chúng ta sẽ dễ tham khảo hơn. Rồi, AB160 phiên bản đặc biệt màu xanh nhám này. Bên Nam đang bán ra với mức giá là 61 triệu 500 nha. 61 triệu 500 ngàn. Rồi, tiếp theo, chiếc này là AB125 phiên bản thể thao màu xám xi măng. Đó, đây. Đúng tên gọi của nó là xám đỏ đen nha anh chị, tại mình gọi là xám xi măng thôi. Tem chữ nè, xi màu đỏ nè, vẫn là chữ 3D nổi như xi màu đỏ nha. Bản thể thao thì nó có thêm cái viền tem nè, phía trước thì có số 125 nè. Đó, phối hợp ba màu ha, xám, đỏ, đen. Rồi lò xo phục sau thì sơn màu đỏ nha anh chị. Đó. Rồi, cái phiên bản đặc biệt ở đây nó sơn màu đen ha, nó chỉ khác nha về cái màu sơn của cái lò xo thôi nha anh chị. Đó, cái phuộc này á, là không có điều chỉnh được nha, cái này nó chỉ CC thôi chứ không có điều chỉnh được nha anh chị. Đó. Rồi, thân sau và thân cơ ha. Rồi, cái yên của cái xe mà màu xám xi măng thì nó sẽ phối hai màu ha, cái màu xám nè với màu đen. Cái màu xám nằm phía sau nha anh chị. Đó, cái màu đen nằm phía trước. Đây, ốp sườn bên phải thì cũng như bên trái thôi, không có gì khác biệt ha. Đồng hồ điện tử, khóa thông minh. Xíu nằm quay phía trước cho anh chị xem nha. Rồi, AB160, xin lỗi, AB125 phiên bản thể thao màu xám xi măng này thì bên Nam đang bán ra mức giá là 47 triệu nha. 47 triệu. AB160 xám xi măng phiên bản thể thao. Đây là 125 phiên bản cao cấp nha. Đó, màu này là màu xám lông chuột nha anh chị, phiên bản cao cấp màu bạc đỏ đen, nhưng mà khách hàng hay gọi là xám lông chuột nha. Đó, tem thì xi màu trắng. Đây, cái màu xám này là khách hàng rất là thích nha. Lúc trước không có sản xuất màu này nhưng mà hiện tại thì có màu này rồi nha anh chị. Đó, có rất là nhiều anh chị yêu thích màu này luôn. Đó, rồi báo giá nhanh luôn cho anh chị tham khảo nha. AB125 phiên bản cao cấp màu xám lông chuột này, hay gọi xám đỏ đen đó, thì bên Nam đang bán ra mức giá là 45 triệu nha anh chị. 45 triệu ha. Rồi tiếp theo AB160, nhìn chắn gió là biết nè, AB160. Rồi màu này là phiên bản thể thao màu xám đỏ đen, nhưng mà hay gọi là xám xi măng nha anh chị, nó giống như chiếc 125 hồi nãy đó. Tem đồ số cũng y gan ha, xi màu đỏ, cái tem chữ nè, cốp thì y gan nhau, cốp cũng không có gì khác biệt hết nha anh chị. Đó, cái phần da yên á, thì nó sẽ phối cái màu đen với cái màu xám ha, màu đen phía trước còn màu xám ở phía sau. Đó, rồi thì AB160 phiên bản thể thao màu xám xi măng này thì bên Nam đang bán ra mức giá là 62 triệu 500 nha. 62 triệu 500. Rồi cuối cùng đó là 160 phiên bản cao cấp màu xám lông chuột, hay còn gọi là bạc xanh đen nha, bản cao cấp nha anh chị. Nói chung á, là AB160 phiên bản nào hoặc là màu nào đều cũng có ABS hết nha anh chị, nó chỉ khác nhau cơ bản về cái màu sơn và cái tên gọi thôi. Rồi, AB160 phiên bản cao cấp cái màu mà bạc xanh đen này thì bên Nam đang bán ra mức giá là 60 triệu 500 nha. 60 triệu 500 ngàn. Đó, anh chị lưu ý ha, tất cả giá xe Nam báo nãy giờ là đã bao gồm VAT hết rồi nha anh chị, nhưng mà chưa bao gồm biển số nha. Những anh chị nào mà mua xe cửa hàng bên Nam á, cửa hàng bên Nam á là Head Honda Tân Tiến 2, địa chỉ á là số 92 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên Nam ở khu vực thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp nha. Những anh chị nào mà ở mua xe ở cửa hàng bên Nam và đăng ký về ngoài tỉnh Đồng Tháp á, thì giá này em giao xe, giao bộ sơ gốc, vậy anh chị tự đăng ký biển số nha. Còn những anh chị nào mua xe cửa hàng bên Nam và đăng ký thuộc về các huyện nằm trong khu vực tỉnh Đồng Tháp nha, ví dụ như huyện Cao Lãnh nè, huyện Tháp 10, huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung, huyện Tam Nông gì đó vân vân, miễn huyện là được ha, nằm trong khu vực tỉnh Đồng Tháp
thì giá nó báo nãy giờ bao anh chị có tới biển số cầm trên tay. Ví dụ như con đen nhám này 46 triệu, cầm đúng 46 triệu là ra biển số cầm trên tay, đăng ký dự quyền ha. Đó, anh chị lưu ý ha, đăng ký dự quyền nha, và giá xe được cập nhật vào ngày 16 tây tháng 10 2024 và có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm chứ không cố định nha anh chị. Ví dụ như anh chị muốn biết giá chính xác tại thời điểm anh chị mua thì vui lòng liên hệ Nam ha, thông tin liên hệ bên dưới phần mô tả, còn không thì anh chị cứ comment để lại số điện thoại của anh chị ha, Nam sẽ liên hệ lại. Cứ mặc định 160 là có ABS nha anh chị, còn anh chị muốn mua thắng thường thì là 125 ha, 125 là không có ABS nha anh chị. Đó, tất cả các phiên bản, tất cả các màn 125 đều là thắng thường hết, nhưng mà thắng thường nó là thắng kết hợp nha, ví dụ anh chị bóp thắng sau sẽ liên kết thắng trước nha anh chị. Đó, và tất cả các xe AB, tất cả các phiên bản luôn 125, 260 đồng hồ đều là đồng hồ điện tử hết ha, khóa thông minh. Đổ xăng thì phía trước anh chị nhấn cái nút trên này nè, đó là nắp xăng nó bật lên nè. À, ngồi trên xe tắt máy là đổ xăng được ha, xay ra là mở được. À, vì thế là khi chúng ta chở đồ hoặc chở người phía sau á rất là tiện ha, đối với dòng xe AB 125 với 160. À, thao tác thì nó giống nhau thôi. À, cốp thứ hai, cái cốp là nó rất là rộng nha anh chị. À, cái cốp của 125 với 160 là nó y hệt nhau thôi, không có gì khác biệt hết anh chị. Dung tích rồi công nghệ là cổng sạc, đèn soi cốp đâu là không có gì khác biệt ha, thể tích cốp bằng nhau luôn. À, có cơ bản nó khác nhau về cái màu sơn và cái tem dán thôi. À, ngoài ra thì 125 thì 160 nó khác như Nam nói nãy giờ đó, là khác cái mảo chắn gió rồi cái ABS với cái tem vậy thôi, cái màu sơn bên ngoài. Rồi tất cả các xe đều là khóa thông minh và cái ổ khóa và cái remote của xe 125 với 160 là hoàn toàn giống nhau nha anh chị. Đây Nam lấy nét lại cho anh chị xem ha, mở ngồi nó chống chợ với tìm xe đó, cái remote này với cái ổ khóa nó giống như cái của thác anh chị, nhưng mà cái nền nó là màu đen ha. À, nhưng vẫn có tính năng chống trộm ha, chống trộm là zin theo xe không cần phải lắp đặt thêm nha anh chị, lưu ý ha. À, rồi nếu mà anh chị trả góp á, thì đối với dòng xe AB 125 anh chị đưa trước số tiền là khoảng 10 triệu là được nha, còn đối với AB 160 á, thì anh chị đưa trước tầm khoảng 15 triệu là có thể lên hồ sơ được. Thủ tục á, thì chỉ cần là căn cước công dân bản gốc đủ 18 tuổi trở lên và không bị nợ xấu là được nha anh chị. À, khung góp á, thì linh hoạt dao động từ 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng ha. À, AB 125 trả trước chỉ từ 10 triệu, AB 160 trả trước chỉ từ 15 triệu ha. Thì anh chị nào quan tâm về trả góp á, thì liên hệ Nam ha, thông tin bên dưới đấy, phần mô tả. Rồi thì đó là tất cả thông tin muốn chia sẻ với anh chị về cái dòng xe AB 125, AB 160 mẫu 2025 này. À, anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam, tất cả các màu này đều có sẵn giao ngay nha anh chị. À, bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật những thông tin mới nhất về dòng xe mới ha, cũng như là về giá xe và trả góp nè. Nam sẽ cố gắng cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về những dòng xe mới ha, đặc biệt là về giá xe để cho anh chị tham khảo. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. À, hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.